đây là đặc điểm của cái con xe điện Milan nhé, Milan 2. Đây, cái hệ thống chắn bùn rất là kém luôn, ra bùn đất nó luôn luôn bám ở đây này. Đây, toàn bùn đất này. Đó, bảo dưỡng mà không tháo ra để xịt rửa lau chùi sạch bùn đất này đi thì chỉ một thời gian là sẽ chết khiển hoặc là đi sẽ chập chờn này, bùn đất này. Đây đang bảo dưỡng xe điện nhé, bảo dưỡng tổng thể một con xe. Đấy, là phải làm rất là kỹ đây. Xe lâu ngày đi bùn đất này, một lớp đất dày cộp này. Như này thì còn gì nó của bên đại người mà không chăm sóc thì làm sao mà bền được. Bùn đất bám vào như này chỉ một thời gian là dỉ hết. Dỉ rất là hợp này. Dây điện, toàn bộ khu dây điện là bùn đất bám này. Đấy, trong hộp ắc quy thì rất là nhiều đất cát. Chính vì thế nên con Milan này nó đẹp. Trên xe toàn đất này. Đây là con xe này đã bảo dưỡng gần như xong rồi nhé. Lúc đầu đến là toàn bùn đất nhưng bây giờ thì đẹp như tiên rồi này. Coi như là mới cứng. Phanh pháo thì siêu ngon rồi. Bóp nhẹ phải ăn ngay. Nhẹ phát là chơi ngay. Còn con này nữa, đương nhiên là từ giờ đến chiều sẽ đẹp đẽ ngay. Bảo dưỡng nhé, đây là khâu bảo dưỡng này. Bảo dưỡng nó phải thế này, chứ không phải là bảo dưỡng quệt quệt qua dầu xong rồi vặn vài cái ốc vào xong. Bảo dưỡng nó phải thế này đây. Ở đây khâu bảo dưỡng này, nhựa vỡ là bắt đầu ra cố rồi. Đây, nhựa vỡ này. Các chuyên gia đang gọi là cấy ghép. Đóng đinh cấy ghép, gọi là nó sẽ đẹp ngay mà. Đấy, hàn nhựa như hàn ô tô nhá. Đây cũng lại một nhóm nữa bảo dưỡng này. Đấy, bảo dưỡng tổng thể nhé. Đây nè. Đấy, bảo dưỡng tổng thể các kiểu luôn. Làm nó phải cẩn thận thì mới lấy tiền được của khách hàng, nhưng mà làm nhôm loang làm sao mà lấy tiền được. Đây, kiểm tra từng con ốc vít, từng cái nhựa, chỗ nào vung là ra cố lại hết. Đây đây, lại bảo dưỡng, bảo dưỡng sửa chữa từ A đến Z các loại xe điện. Đặc biệt là những xe mà mua ở hệ thống xe điện Lan Anh thì bảo dưỡng không mất tiền. Thế còn tất cả các xe mua mà không phải của Lan Anh thì vẫn được bảo dưỡng sửa chữa bình thường, nhưng sẽ thu phí dịch vụ. Nếu bảo dưỡng cẩn thận và có tâm có trách nhiệm như này thì là khoảng 350.000 một xe. Bây giờ đang đánh rửa phớt thụt của 133S Plus nhé. Đấy, bảo dưỡng này thay phớt, đánh rửa thì nó sạch sẽ rồi mới bắt đầu làm, đảm bảo an toàn. Đấy, bảo dưỡng các kiểu. Nó giống như một xưởng mà chế tạo và sửa chữa.